Hi, xin chào các bạn, lại là mình đây ha. Ở video lần trước chúng ta đã tìm hiểu về sự khác nhau giữa bài học tính là opacity không, display none và visibility hidden. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về việc tạo độ bóng ha, tức là cho một cái khối nào đó hoặc là độ bóng cho một cái chữ nào đó bằng thuộc tính là box shadow và text shadow, cũng như là mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn cách sử dụng box shadow và text shadow trên trình duyệt một cách rất là hiệu quả ha. Thì mình sẽ mở chỗ ROM lên để test. Thì ở đây mình sẽ tạo một class có tên là shadow chẳng hạn như thế này. Rồi sau đó mình sẽ code là chấm shadow width 20 RAM hay 20 RAM ha, và background color black này. Đó thì mình sẽ được một cái khối như vậy. Thì chúng ta đã học về việc tạo center rồi, thì đây là thẻ block, thẻ div là thẻ block thì có width hay rồi. Thì mình muốn đưa nó ra giữa thì chúng ta sẽ dùng là marking left auto và marking right auto, đúng chưa? Nhưng mà mình muốn là nó cắt phía trên với phía dưới nữa thì mình sử dụng là hai giá trị trong margin ha, là viết rút gọn là sẽ là top bottom và right left, mình để là 50 pixel là 5 RAM và right left sẽ là auto, thì nó sẽ ra giữa như thế này. Rồi việc tiếp theo chúng ta cần làm là làm sao để tạo bóng ha. Thì để tạo bóng chúng ta sẽ dùng thuộc tính là box shadow. Trong box shadow nó sẽ có cái gì mình sẽ ghi cho các bạn ha. X, Y, blur và scale, cái tiếp theo là color. X là gì? X tức là theo trục X ha. Khi các bạn muốn tạo bóng nó nằm về phía bên trái thì để các bạn sẽ X tăng lên số dương thì nó sẽ chạy vào bên này. Còn các bạn muốn nó chạy xuống dưới thì các bạn sẽ Y số dương ha, nó sẽ chạy xuống dưới, còn số âm nó sẽ chạy lên trên. Blur tức là độ mờ, tức là các bạn muốn nó mờ đi thì các bạn sẽ điền vào. Scale là các bạn muốn mặc định á, khi các bạn dùng box shadow các bạn không set scale, các bạn để không á thì nó sẽ bằng với cái ô này luôn. Thì lúc này nếu mình code như thế này, box shadow x không ha, y không, blur không, scale không và màu mình để là màu đỏ chẳng hạn, thì các bạn sẽ không thấy bởi vì nó đang nằm chính giữa trung tâm, là x không y không nó nằm trung tâm thì nó blur cũng không có và scale cũng không, thì lúc này nó sẽ bằng với câu này luôn, thì nó nằm phía sau nên các bạn sẽ không thấy ha. Và các bạn nên nhớ một điều là box shadow tức là nó sẽ tạo bóng thôi chứ nó sẽ không đẩy những cái phần tử khác đi giống như margin hay là margin ha. Đó thì giống như chúng ta đi ngoài đường, chúng ta đi ngoài nắng đi thì chúng ta sẽ tạo ra có nắng mặt trời chứ là tạo ra một cái bóng gì đó, thì cái bóng nó chỉ là một cái lớp đó thôi chứ không có đẩy người khác đi được ha, nó không giống như thuộc tính margin đó, thì lúc này các bạn sẽ không thấy. Nhưng mà bây giờ các bạn muốn nó scale ra, giả sử mình muốn scale ra 5 pixel thì nó sẽ hiểu là hai bên thì mỗi bên sẽ là 5 pixel như thế này đó, thì lúc này chúng ta sẽ thấy cái lớp nền phía sau đó, nó đang ở trung tâm và scale ra 5 pixel, mỗi bên là 5 pixel, nó sẽ là 10 đó ha. Đó rồi các bạn muốn di chuyển nó qua trái thì các bạn sẽ điền vào x ha, giả sử 5 pixel đó, nó chạy qua trái này xuống dưới 5 pixel nữa, nó sẽ như thế này đó, chạy xuống dưới. Các bạn muốn nó mờ đi các bạn điền vào 10 pixel chẳng hạn đó. Cái màu đỏ các bạn thấy đậm quá các bạn có thể chỉnh opacity của nó về như thế này đó, như lưu lại nó sẽ khá là mờ ha, thấy cái box shadow này khá là mờ. Thì các bạn sẽ thấy cái vấn đề là khi chúng ta làm vậy chúng ta phải sửa trong code rồi chúng ta phải check xem đúng với design chưa, rất là cực ha. Thì ở đây mình sẽ chỉ cho các bạn một cách làm nhanh hơn, đó chính là sử dụng Chrome ha. Thì ở đây mình sẽ live server lên, go live ha. Thì ở đây mình sẽ bấm chuột phải và chọn inspect ha. Rồi các bạn sẽ thấy thuộc tính cái class là box shadow này, mình có code ở đây là box shadow này ha. Thì các bạn ra chuột vào cái tab style ha và bấm vào cái hình ô vuông như thế này đó, nó sẽ hiện ra là open shadow editor. Thì khi các bạn bấm vào đây thì các bạn thì tùy biến làm sao đó cho nó hợp lý với yêu cầu của các bạn hay là cái yêu cầu của khách hàng hay là yêu cầu design gì đó. Đó, sau khi các bạn tùy biến nó xong ha, như thế này chẳng hạn, thì các bạn chỉ việc cần bấm vào đây copy thôi, Ctrl C và vào đây các bạn chỉ cần pass nó ra thôi là xong đó. Ngoài ra box shadow có thêm một cái thuộc giá trị nữa, đó chính là inset ha. Inset có nghĩa là sao? Inset có nghĩa là nó sẽ shadow nó sẽ nằm bên trong chứ không phải nằm bên ngoài, thì mặc định là outset rồi nó sẽ nằm bên ngoài, còn inset nó sẽ nằm bên trong đó. Ở đây mình để inset ra và mình set nè, mình set cái giá trị đó. Đó đúng với kết quả như mong đợi thì các bạn cũng copy vô như bình thường, nhưng mà nó có thêm một cái giá trị là inset thôi đó, inset ha. Đó đó chính là thuộc tính về box shadow, tức là chúng ta muốn đổ bóng cho một cái khối nào đó thì chúng ta sẽ dùng box shadow. Còn đối với chữ thì làm sao à, thì chúng ta cũng làm tương tự ha. Chấm chấm thì mình sẽ code là chấm sa ở ví dụ như vậy. Mình muốn tạo độ bóng cho nó thì mình cũng dùng tương tự nhưng mà không dùng box shadow mà là text shadow ha. Thì cái nó cũng truyền vào x y ha, mình muốn truyền là x là 5 pixel, y là 5 pixel
và nó sẽ không có cái scale ha, nó chỉ có blur thôi. Thì mình muốn là blur là 10 pixel và màu đỏ. Thì lúc này mình sẽ được kết quả như thế này. Đó. Thì cũng giống như mình nói ở trên á, thì chúng ta sẽ sử dụng chỗ drop tool để check cho nó chính xác à, và nó sẽ tùy biến được ra kết quả như chúng ta mong đợi. Giả sử ở đây mình không biết bao nhiêu cả, mình sẽ bấm vào đây nè ha. Đó, chuột phải, inspect chọn class và nó sẽ hiện style bên này, những cái style đây ha. Thì mình sẽ bấm vào cái text shadow, nó sẽ có là open shadow editor. Thì ở đây các bạn có thể tùy biến làm sao đó cho nó hợp lý. Ở đây này ha. Đó. Đó, mình sẽ tùy biến làm sao cho nó hợp lý. Giả sử mình muốn trên này không có độ mờ đó, như thế này luôn chẳng hạn, hoặc là mờ căm như thế này. Đó, mình đã được kết quả như mong đợi rồi. Bây giờ mình chỉ cần copy ở đây và pass vào đây là xong. Đó, thì đó chính là cách sử dụng thuộc tính box shadow và text shadow bằng Chrome DevTools ha, rất là hay và hữu ích ha. Khi các bạn đi làm á, thì các bạn sẽ dùng những cái này thì sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian rất là nhiều và giúp các bạn code nhanh hơn và ra kết quả chính xác như là design mong muốn ha. Ok, vì trong video này mình đã hướng dẫn cho các bạn về thuộc tính box shadow và text shadow cơ bản cũng như là cách sử dụng Chrome DevTools để làm ra được cái một cái shadow mà cứ như các bạn mong muốn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.